Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái mẫu giỏ quà trị giá 170. Rất là đẹp các bạn. Và sau đây mình sẽ bắt tay vào làm cái giỏ quà này nhá. Đấy, để riêng ở đây này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái giỏ. Tiếp tục là túi bóng. Vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ cho giỏ vào trong túi bóng. Xong này. Chúng ta sẽ cần một hộp bánh. Hộp bánh trứng Sài Gòn các bạn. Cái xếp hàng này các bạn có thấy bị đổ không? Chúng ta sẽ dùng ít mặt hàng đấy để che. Tiếp theo hộp cà phê. Một cái bánh đậu xanh Tiên Dung. Quay ngang cho các bạn xem. Một hộp mứt. Đấy. Chúng ta đã sắp hoàn thành xong một cái giỏ. Ví dụ đây. Cần gói kẹo. Gói kẹo xoài. Xem. Chỉ xem. Sẽ cho cái kẹo này đằng sau hai cái. Đấy, tuyệt vời chưa? Thêm một lon nước vào đây. Là xong. Giỏ lần này là mình cho thêm được 2 lon nước vào. Các bạn muốn cho cao được cái nước thì các bạn nhấc lên và buộc cùng với túi bóng. Xong. Hơi xấu các bạn. Chúng ta sẽ đổi kiểu. Mình chỉ cần thay đổi một chút thôi là sẽ đẹp hơn rất nhiều. Lần này mình sẽ cho 2 cái vật phẩm đằng sau gói kẹo. Đấy. Ok. Chờ đây đi. Còn rộng chỗ lắm, mình cho 4 lon nước vào. Đấy. Ui, rất nặng luôn. Rất nặng và đẹp. Xong. Ui, đẹp quá các bạn ơi.
Thì cái giỏ này nó vào 200.000 nhé. Nặng trịch luôn. Thích mẫu nào? Mẫu này 180 này, rất nhẹ nhàng. Mẫu này 200. Xin chào tất cả các bạn.